Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều bộ lọc khác nhau để tạo ra text có dạng khắc chạm trên đá. Bài thực hành này sẽ gồm 19 bước. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước đầu tiên là tạo file ảnh mới. Nhấn tổ hợp Ctrl+N để tạo file ảnh mới. Đặt tên cho file ảnh mới là Stone Line. Ở ô width được lập là 640 pixels hay là 480 pixels. Độ phân giải resolution là 100. Các thông số khác để mặc định. Nhấp OK. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục bước 2 là nhập text. Trước hết là nhấn phím X để hoán đổi màu giữa hai nút font.